Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đề Đề Thì các bạn, vậy là ngày Tết đã đến rất gần với anh em chúng ta Hôm nay đã ngày 30 rồi, chính thức Tết rồi đúng không? Và chỉ còn khoảng độ hơn chục tiếng nữa đúng không ạ? Hơn chục tiếng đồng hồ nữa thôi Thì tất cả anh em kênh chúng ta Hôm nay là toàn... Nói chung là Đông Á chúng ta sẽ đón một năm mới 2024, một Tết nguyên đán và trong dịp này thì chắc chắn rồi, uh, crypto là nơi mà anh em có thể tìm thấy rất nhiều cái sự kiện phù hợp cho anh em uh, nhân dịp uh, Tết Nguyên Đán này. Và xin giới thiệu với anh em liên tập Max sẽ đem đến anh em một cái sự kiện đón lễ kỷ niệm năm mới ở uh, Beach Dragon uh, năm 2024 với tổng giải thưởng lên <laughs> tới là 100.000 đô. Thế thì đối với sự kiện này thì sẽ có các cái hoạt động như là lễ hội rồng bay uh, thịnh vượng khi anh em giao dịch hàng ngày lớn hơn 50 đô thì anh em có thể nhận được một số số tôi em sẽ nhận được số token trị giá 1 đến 2 đô 2.000 người dùng hàng đầu hàng ngày Đấy. thì cái này thì rất là dễ thôi rồi khi anh em đặt khối lượng giao dịch uh, tích lũy lớn hơn 200 đô thì 5.000 người dùng hàng đầu sẽ, sẽ nhận được số token trị giá từ 3 đến 5 đô ờ, mình nghĩ là đây là một cái sự kiện rất là dễ để anh em ta tham gia nhé rồi ở đây thì còn cả sự kiện mời một người bạn kiếm 2 đô khi người được mời cần hoàn thành thương vụ giao dịch uh, giao dịch tương lai. đấy còn ở phía trên thì anh em giao dịch giao ngay nhé. Thì dưới thì nếu như mà anh em mời được một người bạn mà giao dịch uh, tương lai hợp đồng ấy thì anh em nhận hai đô và ngoài ra thì có có các cái sự kiện ăn quảng trường tương lai. anh em chỉ cần gửi tiền giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy. đấy. sự kiện quảng trường tương lai thì mình cũng chưa có xem. đấy. ngoài ra thì còn các cái sự kiện là res poker đăng ký ap uh, của bạn tối đa 5 đô cho mỗi cái này rồi anh em có thể tham gia các cộng đồng bitmark ở nơi đó thì sẽ có một số các hoạt động khu ở các cái hoạt động khu vực có thể là phát hồng bao là phát gì gì đó thì anh em có thể tham gia nhé à, phải nói đây là một cái sự kiện tuy là không mình cái cái nhà mình đánh giá thì nó không không lớn lắm nhưng mà nếu như anh em tham gia thì anh em tích lũy hàng ngày thì cũng khá khá ngon đúng không ạ vì sự kiện này diễn ra từ ngày mùng 8 tháng 2 và nó diễn ra liên tục trong vòng bao nhiêu ngày nhỉ 10 ngày cơ và như hôm nay chúng ta tham gia thì chúng ta có thể tham gia trong vòng 9 ngày như vậy 9 ngày mà chúng ta tích lũy 93 9327 thì cũng khá nhiều đấy đúng không em mỗi ngày nhặt tiền lẻ thôi và giao địch ở trong ngày tích lũy 200 đô thì mình nếu các bạn cứ tao thì cặp ít cặp A thì phí cũng không hết đáng bao nhiêu đâu đó ờ, Ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về hoạt động mới ở, ở, kỷ niệm năm mới Beast dragon ở đến lên từ nền tảng Bismarck Hy vọng trong sự kiện này thì sẽ tạo thêm cho anh em cái không khí vui uh, Tết uh, cổ truyền Ờ, với nền tảng Bitmax. Cảm ơn các em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.